tùm lum chỗ vậy. Nè hầm nè. Má map này không thuộc map khó chơi quá. Đục gì á ba? Đổ ba. Má map này cầm bandit tự thấy thua rồi. Nghe tiếng là slash đập đâu đây. Người cổng chính vô không? Phiêu. Hầm. Phiêu đâu vậy ta? Có ai đập vậy? Không ai chết nè. Ôi. Còn nguồn khủng nữa đó. Trên lầu. Trên lầu. Trời, là đục cuối rồi đó. Phá đục cái lỗ này quá hay luôn. Ủa? Nó phòng tắm bị đục mà. Mấy bạn nào chọn cam bên ngoài. If you remain in this zone, you will be detected by hostile. Không biết thằng cuối lúc nào rồi. Ở đâu vậy? Không biết rồi. Địch mẹ biết thằng cuối ở đâu rồi, ở đâu vậy không biết nữa. Hay lắm. Bên ngoài hay sao? Mấy người ace bà rồi. Biết biết đó, thằng bu cu bự đó. Ơi, ngay đây nè. Spot rồi đó. Nó còn khoảng chừng có 20 giọt rồi. Vừa là hai thằng luôn. Ôi, mới có một thằng bớt rồi. Nhầm. Có một thằng bớt rồi, vẫn còn đó. Still đi. Này. Má, ủa, có camera hả? Trời, không bắn camera luôn ông này. Thằng này chả có camera mày. Má chuyện cho người ta ngu, cho người ta ngu ngu với. Má từ trên thượng đục, đục xuống được không ta? Được. Mẹ anh unbreakable, đục được cái lồn. Mày kiếm chỗ nào có? Rồi, yếu đục không chó. Hết máu rồi. Chỗ đó là cái chỗ đục em. Rồi, coi chừng bu xé em á. Khoan đục đi. Để chỉ cho chỗ đục à. Đây nè. Em muốn đục vô cái phòng đúng không? Mở chỗ phòng sao không mà. Bê, Xuống đây nè. Phòng B nè. Có khóa rồi. Đủ, đặt bom rồi. Đụng cái đó nè. Ở đó, cái cửa sổ nè. Đụng cái sổ đó. Can đồ hôm nay. Hay lắm. Mẹ luôn. Anh hay lắm nhỉ. Sao em đục được nó hay vậy? Anh hay lắm anh nghĩa. Anh hay lắm anh nghĩa. Anh không ngờ là em đục được luôn. Anh hay lắm. Dễ mà được quá. Má anh không ngờ là em đục được luôn. Ủa ai chưa mặc giáp á? Anh mặc rồi. Đó đục được. Đó. Rồi. Ra khỏi cảnh rồi. Sao vậy? Nó bắn từ đâu ra vậy? Má, anh thấy cần bị đụng không à? Ôi trời. Bên kia giờ đổi chiến thuật rồi.
canh cái chỗ này nha. Bắn nó, còn cục nó rồi. Kệ anh Hiếu, còn còn cái giáp kìa, còn cái giáp kìa. Ở đó, đó, đục đó, đục đó. Nó đổi cho đục rồi. Chớ canh để ý chỗ này. Ủa sao nó bắn hay vậy? Ủa sao bị chết vậy? Nó bắn tao, ở đâu có không biết nữa. Bên má tao bắn được bắn, nó rồi má. Bắn khúc nghĩa nhắm quá nhỉ. Thiếu nhắm quá. Thấy nó ngoài kìa. Thả nó, nó đu dây á, đu dây á. Đúng không, nó đu dây đúng không? Tao không thấy. Đó, 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 không. Mày quăng lũ đạn ra không đi. Được quăng, 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 quăng. Hồi nãy là nó đục cái lỗ đó, là xong mới nhắm cái lỗ nó chơi mày với mèo. Nó chơi mày. Bởi vì nó phá cái của nó, sao nó phá nó chơi tao ta. Tao cũng biết nữa mà tao. A sẻn đúng không? Rồi, okay. Mà sao hồi nãy tao không có bắn nó được. Tao không biết là tao có bắn dính nó không, mà tao thấy tao bắn vào cái lỗ đó rồi mà tao biết nó dính chứ. Mà tao không biết là dính nó không thôi. Thì mọi người canh đứng kia đi, anh canh hướng này đó. Không có thằng enemy control area. Hai đứa now. Hai đứa nữa. Four has located a bomb. Thằng kia đấy, thằng còn ai sẽ đứng nữa. Thằng phu số canh cầu hang ngồi hiếu đi canh ngồi khu đó. You will be detected if you remain in this area. Thằng trên phu canh. Chưa ra canh đấy. Ông hiếu còn ba giọt à, một hít bốc hơi. Nằm mới dây kinh vô phòng nằm á. Cái kia ngoài cửa sổ phòng B. Phòng B ngoài cửa sổ hả? Hai thằng luôn. Phòng B ngoài cửa sổ hai thằng đó. Anh thiếu boss cả nữa. Có thằng clip đó nha, coi chừng. Trời má xui. Sam. Thời gian. Sam. 5 seconds to go. Đi. Mẹ. Ôi trời. Thắng luôn. Ô. Còn 2 giây nữa. Thắng luôn rồi. Vậy sao thắng? Ừ, hết thời gian rồi. Win hả? Ừ. Thắng rồi. CC. Bye bye. Mình chừng má ngon luôn mà đúng là hàng của Quang ăn mát mà. Mình cho thằng của Dương Đen nấu ngon luôn. Mở cái sàn với tiền ngầu mua cho chân đen. Ồ, hay lắm em. Mấy chỗ này sao em không barricade mà em barricade trên lầu kia ta. Bây giờ barricade nè. Ê gì hay. Ê, em có bom không? Có. Ném nào, đó vào. Ok. Lỗ đây. Located a bomb. You know what to do. Lỗ nè. Anh đang sợ đang lấy giáp đi mẹ. Nó phát nghe đâu. Lúc nào đụng cái lỗ vậy? Ê trên lầu. Lần nào đụng cái lỗ ghê vậy? Reloading. Đồ má. Vô tới cầu thang luôn. Ngay đầu. Ê mọi người. Sao? Bắn đồ hiếu. Bởi có không? Không. Rất là chân thật. Rất là chân thật. Ô
Let's go. Đúng rồi, hiếu đi luôn. Má tội hiếu phải rồi, hiếu đang chuẩn bị kêu hiếu. Má tội hiếu phải rồi, anh cũng đếm rồi là nó dúng luôn quá à. Con này bắn thì sống đang dòng này nè, còn sống một tí. Sự cố ngoài ý muốn đúng không? Đường xót nè, đường xót. Má, mấy con chó. Ủa thua rồi, trận đó thua rồi. Đích hết đâu ai, có ai canh bom đâu. Căn nghĩa đó đi mông dưới á. Ê, không phải tại tao, tao nghĩ nếu canh được cho hiểu, không phải chết được chết á. À, một hàng vô nè, split. Có ai bắn không được chưa? Chạy ra ngoài lại à. Tân chết, tân Ê! Tao nói nghe từng dưới rồi. Đừng bắn nghe đọc cửa sổ nè. Biết mở cửa đi em. Không chỉ ra gì vô. Đừng. Nice. Sao cũng FPS ghê vậy ta. Dạ, mẹ thấy lắm. Quá. Ê, nghe điểm cái tập bom. Ôi, chú bái. Tập bom chỗ nào kìa. Bơi rồi. Ừ. Đạp đi anh canh nha. Nice. Ồ, có chụp hình này nè, có cameraman này nè. Có flashman chứ nhầm. Mình thấy là ba thằng trên nóc nhà luôn á, ba thằng trên nhà thấy rồi. Ồ, cái gì vậy? Ở bọn nha. Một phát trúng luôn. Má, ủa sao bị mod rồi? What the fuck? Ủa má, anh chọi đại, anh chọi lên nó không ngờ trúng luôn thiệt luôn má. Hai trên nóc nhà ngay đây nè. Đứng nhau luôn á, nhưng được có được nhìn được nhìn. Ê, con tin á, đừng con được rồi, biết rồi. Canh con tin thôi, được. Đợi nó chị nội nhảy xuống hạn xử lý. Nó vô phòng, nó đứng ngay con tin luôn rồi ba. Cánh đi vô, cánh đi quá. Không biết canh cái phòng mà lúc nó chạy ra bên ngoài được thôi chứ đâu canh mà. Cách thằng bên này à. Rồi, nó có con tin rồi. Ê, chết mẹ. Má cái gì vậy? Cái khiên đó phải lộn vậy. Mẹ bị flash rồi chứ. Khiên nó có đồ flash mà. Ôi, má hai bên hả? Mẹ. Là không nhớ cái tên đường. Cá sấu. Thằng cá sấu chuyên nha, nhảy ra ngoài luôn. Chuyên nhảy ra ngoài sắp chết. Có cái bẫy cái chó. Nhảy ra ngoài hai lần chết xong out game. Hiếu coi chừng mấy cái quầy bo nha Hiếu. Phù xin Hiếu.
Ủa sao thấy không? Ủa sao cái số bên kia đang ở đâu? Nói cục gì? Nghe nghe nghe. Có cái đồ gì không nhỉ? Có cái gì, có gì đồ gì? Có cái đồ gì? Bắn à? Em bị jam cái này rồi. Yeah, chắc là cũng là cho bỏ luôn rồi. Lỡ bắn mẹ rồi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Như giờ đâu quá. Ôi, what the fuck? Đâu vậy? Bắn trong góc, trong góc, trong góc, trong góc. Góc trái không phải? Nó đứng ở trong cái nhà hồi nãy á. Đó, đó cái chỗ, trong cái chỗ đó cái. Thiếu từ từ nha. Bên đục tường đi Beo, Beo đục tường đi Beo. Tường nào giờ? Bơi bơi cái ai. Cái đường thẳng mẹ. Đường thẳng mẹ Beo. Bơi. Nó trốn trọng á. Hình như anh nghĩ là đúng không? Anh nghĩ là đó không, cái bên kia xuống á. Bên giải mày á. Không, không. Cái chỗ kitchen á. Đó bên đó bên phải rồi. Nó bắn bắn từ hát xuống luôn. Ủa má nãy giờ tao nhìn lộn, má tao nhìn của ông nội. Nè đó, một em chết nè. Can à. Nó chạy kìa, nghe thấy nó chạy không? Em vô đâu không Beo? Vô đâu? Vô khu B á. Đó, nó chạy kìa Beo, nó chạy kìa Beo. Tại đang tranh trên đầu khu B nên em đặt được khu B em đặt đi. Khu B nhìn vắng nè, khu B không có ai, em đang trên đầu. Còn ok, em vô rồi nè. Ừ, nhưng mới nhớ để ý. Có cái hát thôi, có cái hát kìa Beo. Ok, ok. Rồi, lùi. Ok, nice. Kìa kìa, ủa, không phải, lộn. Giờ tụi nó khó thắng lắm rồi. Nice. Nice. Mày nè. Má anh đang lẹ thiệt. Ờ anh nhìn cái hát vừa. Anh nghi là nó chui ra từ đó rồi. Anh vừa mới thấy nó là anh bắn luôn. Mà anh vô tình kiểu như là gián tiếp kêu nó giết người. Em phiêu chỗ này nè em. Phiêu đi. Đặt vô phiêu đặt. Nghi lắm. Tại anh cũng không nghĩ là nó ai ngờ nó. Nó dính. Nãy nghi ai rồi. Ai ngờ nó dính thiệt. Hay lắm. Mấy cái Captain Elite nhìn đẹp quá. Đu. 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 Vãi đái. Nó dí thằng kia bằng cái cổ kia luôn. Vãi cái đái. Cái này gọi là full school nè ba. Gì đâu là bom chứ rồi. Đâu có ai dùng sai đâu. Ôi ơi chết hả rồi má, hồi nãy em đứng dài bụp 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 vô mà má. Như đâu là mình biết nó thấy em hết nhiệt đùng sao. Má sập cái bạc vàng. Ngay cầu thang á Nghĩa ơi, ngay cầu thang á Nghĩa ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nghĩa chuẩn chặt, nghĩa chuẩn chặt sủng phí. Quý nghĩa chuẩn chặt sủng. Ác vô, ác vô rồi. Ác vô sai. Giúp mẹ mày, hay lắm. Bom gì nhỉ? Mày cần trip. Khi nào mà anh thắng với trận bom mà thật sự có đặt bom á ba. Có đặt bom. Điểm. Cái này giống tù nhanh vậy thôi. Bỏ lên tóc liền. Hey, Elite hôm mai cũng phải đứng sau. Ủa em kêu anh đạo đi. Anh là thách chơ mà. Anh đâu phải slash đâu mà đã. Nó không có khóa lại cục. Nó đâu khóa lại cục dĩa mà. Thế là sao? Nó không có, nó không bị cây lại. Nhưng mà anh không có cái cục mà không, anh không có cục kia, anh dùng mìn. Anh dùng mìn, anh không có cục kia. Mà anh cũng không có đồ đập nữa. Em ở đâu? Nghĩa phù hướng dưới nhóm phòng. Nghĩ thế thôi. Ủa bên mình có Phil mà, xong Phil không lại đây. Phil nó đục cái néo gì vậy? Ở Phil đâu rồi? Em nè. Em,
Trời ơi, đi đặt bom mà em bỏ tim đi vòng vòng vậy. Thiếu để nữa. Em đặt bom mà. Cần gì đi chung mà. Cần đúng đấy. Để nó vô chỗ nào? Này này này, ở đó đúng rồi. Đù má Hiếu. Hiếu anh hôi lẹ mà lên. Đưa 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 cho em, đưa cho em, đưa. Đâu đục chỗ nào, đâu đục chỗ nào đó. Má Hiếu anh hôi và cà lờ. Này này, Hiếu Hiếu. Đó, spot Hiếu. Vô đục mặt nó liền, nó đang ngồi luôn. Đùi mặt nó cao rồi. Hay lắm Hiếu. Quá nhiều luôn. Thôi vô luôn đi em. Sợ vậy. Ôi đây nè. Đâu, đây là đâu? Đồ hả? Đây là đâu? Easy, easy, easy. Anh đâu thấy đâu nữa, anh đâu thấy đâu. À, đây đó. ADS là cái cục của thằng JG đó. Cứ đặt đi ba, ai biết được tàu. Đúng rồi, quên. Nó fill trong đây thì em đặt làm gì, nó fill đây càng tốt. Nếu mở văn thì mình chỉ là mình đặt cái ADS bên ngoài thôi. Anh mới nói nó là đặt bên ngoài đi á. Cũng là cái đặt bên trong phòng tên làm gì, nó đụng cái là mình thắng rồi. Có như nghe cái gì cũng vô đó. Anh cũng đang nghe. Ơi, kitchen 2 thằng luôn nha. Kitchen 2. Áp nè. Capital ngay chỗ anh, bắn phụ luôn. Đúng rồi, ngay chỗ đó. Để coi. Deploying sensor. Ngay chỗ thằng New You Year One cái. Đang cố nhập. Mày nghe mày mềm đất. Ủa. Nó chỉ nằm ở đùi á. Đang chơi một cái máu. Thằng Lass à. Lass là như phía đuôi tàu á. Thì không cố nó không đi. Ở đó tập tốt với anh. Ở đây đi tìm nó ra. Đi tìm thằng cuối lên. Nghe tiếng gì gờ Lass bắn rồi. Hiếu đi cứu đi Hiếu. Nó trong phòng nè, nó trong phòng nè. Cứ sai lẹ đi. Hiếu đi cũ đi Hiếu. Ra đi cũ. Trời đó. Tính chạy lại đâm dao rồi. Má. Nó mua đồng máy cóc mà. Khi cóc là dân đồng chính xác nhất luôn. Đầu tiên thì cóc với Motion Break. Mày mắng được nửa cây máu rồi đó. Mà đi mà chết. Mày mắng được được ta. Nó sao mày chết rồi? Chết đâu vậy? Nó ở đâu vậy? Đó, chết đi cửa sổ. Mày đang ngắm thôi. Sao team cái này thì cháu hành. Mày có khi nào mình ăn cháu hành dữ không thôi không? Trời đủ mấy gì bắn lẹ vậy? Mẹ lô này bắn như hắc quá. Má vừa đút đầu ra cái một phát cái sầu. Đúng một viên một luôn. Phải thì Kìa. Thằng máy đẹp đang nằm dưới đất. Check stairs. Okay. Lồn chơi má. Có một căng quá. Cửa.
Rồi, bên kia đi đã móc rồi. Đâu hồi nãy mày bắn con bandit. Mày đi giết mày bắn con bandit bắn assist luôn. Còn má bandit bắn invalo. Đó đó, nó nằm ở trong khúc đó đó, có chuẩn bị bắn chết á. Anh khó thấy lắm. Hồi nãy con kia bị gì. Đứng đi trong casino á. Ô má, còn 3 giọt kìa. Thanh niên còn còn má còn hình như còn đầy bình hả má kìa. Bầu anh kia rồi. Đó kèm má vừa đứng lên. Mày đi ngó thôi. Đấy. Nice. Má. Highlight, 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 nice. Whoa!